Alo, nghe rõ chưa? Bị rè à? Lạ nhỉ? Mày bị rè lạ nhỉ? Nghe được chưa? Tiếp tục nhá. Ok, rồi. Rồi. À, chúng ta đã học các kiểu dữ liệu chính nhất. Thì nhắc lại này, là kiểu dữ liệu nguyên này, kiểu dữ liệu số thực này, kiểu dữ liệu bool này, kiểu dữ liệu string, kiểu dữ liệu list dãy, và kiểu dữ liệu là tuple cũng là dãy nhé. Thì tôi nói thêm một chút về cái, nhắc lại một chút về kiểu dữ liệu mà ta đã học nhé. Ví dụ như là khi tôi khai báo một cái string như thế này, thì chúng ta có thể truy cập vào từng ký tự một của cái sâu này. Cái phần tử đầu tiên là không, phần tử cuối cùng của nó là len trừ một, là len trừ một đó. Hay là chúng ta đã học về cái slicing, thì cái phần tử cuối cùng của nó có thể viết ngắn gọn là trừ một, là trừ một, là phần tử cuối cùng. Nhưng mà thì như vậy là cái truy cập vào cái phần tử không là phần tử đầu tiên của dãy và của string, và cuối cùng là trừ một. Thì cái điều này nó không chỉ đúng với string mà nó đúng với cả dãy, và cả dãy là dãy, đây để hiểu hai loại là dãy có thể thay đổi được là list, và dãy không thay đổi được thì là tuple. Thì tôi ví dụ là A nhé, A là một cái dãy mà list có thể thay đổi được như thế này đó. Còn khi tôi khai báo như thế này, có thể để như này, thì cái a nhỏ nó là tuple. A nhỏ nó là dạng là tuple. Về mặt truy cập dữ liệu thì truy cập dữ liệu vào tuple và vào dãy và list là giống hệt nhau. Chúng ta có thể khai báo, chúng ta có thể truy cập vào phần tử phần tử của tuple là như thế này đấy, trừ một y hệt như vậy, được chưa? Với a lớn cũng vậy, a lớn cũng vậy, chúng ta có thể khai thác như thế này đấy, được chưa? Không những đối với
với swing, với lead, với tuple và cả với cái kiểu với cái hàm đặc biệt là hàm range. Chúng ta đã học, ví dụ là chúng ta viết là z bằng range 10 chẳng hạn, được chưa? Đây thì z thì cái range nó cũng tạo ra một cái dãy đặc biệt. Khi tôi viết là z là bằng range 10 thì là z chính là một dãy số từ 0 đến 9. Và chúng ta có thể khai thác như này, nó vẫn là một dãy. Chúng ta có lấy ra là phần tử z0 thì là 0, z của -1 thì nó là 9 đó. Thì như vậy là với những kiểu dữ liệu mà ta đã biết ấy, là string này, list này, là tuple hay là range, range cũng là một cái kiểu dữ liệu mà nhưng mà kiểu dữ liệu range người ta không dùng để khai thác như là một dãy, và cái range chỉ dùng để mà ta làm cái lệnh lập, dùng để lập chỉ số hay dùng chỉ số. Cái range ít khi dùng để mà lưu trữ dữ liệu, vì range nó làm cái hàm cứng như thế này. Đấy. Nhưng mà cách chúng ta khai thác là giống nhau, là chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một, truy cập từng phần tử một, nó là một dãy và lấy ra từng phần tử một, thì những cái dữ liệu mà nó lưu trong bộ nhớ mà chúng ta lấy ra từng phần tử một thì người ta gọi đó là kiểu dữ liệu, người ta gọi đó là các cái thùng, các dữ liệu thùng hay là container nha các bạn, chú ý nhá, container tiếng Anh là container. Và mặt khác cả vừa cả swing, cả list, cả tuple, cả range nó đều có chung một cái tính chất là chúng ta có thể dùng sử dụng cái hàm in để kiểm tra xem phần tử có nằm trong dãy đó không. Tôi viết là một in z hay là không, in range của 10 hay không, nên là true. Như vậy là cái dãy SZ ấy, là range 10 là chứa 1. Thì tôi khai báo là hỏi là 12 in Z có không thì nó không nằm trong Z. Đấy. Tôi kiểm tra xem cái ký tự A nhỏ có nằm ở trong SC không. Đấy, nó là false, không nằm trong. Và như vậy là, và lệnh thứ hai là lệnh for. Thì chúng ta biết là for i in Z, ta có thể khai báo như thế này, và tập print này y ra. À, như vậy là ta biết rồi, cái range chỉ là cái hàm mà dùng để chạy lệnh for thôi. Thì như vậy là có lệnh for và lệnh in, thì những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể dùng lệnh for để chạy dọc theo cái dãy của nó và in để kiểm tra phần tử, thì những cái dữ liệu đó người ta gọi chung là dữ liệu tuần tự nhé, là kiểu dữ liệu, là dữ liệu tuần tự, dữ liệu tuần tự, tuần tự. Tiếng Anh là iterable. Tiếng Anh là từ này là iterable nhé, là dữ liệu của dữ liệu tuần tự. Thì ở trong như vậy là ở trong Python thì kiểu dữ liệu tuần tự là cái loại dữ liệu rất quan trọng, mà cái này nó hơi khác, cái tư duy của nó hơi khác đối với công ngữ bậc trình, những ngôn ngữ trình mà ta đã biết bậc cao khác như là C hay là Java hay là Pascal, được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Thì cái phần này là cái phần mà khi mà tôi nói luôn này, ở trong cái chương trình tin của trung học phổ thông ấy, lớp 10 ấy, trong chương trình tin học của bộ đấy, trong cái đề cương tin học giáo dục phổ thông mới của bộ, thì cái phần dạy ngữ lập trình bậc cao của lớp 10 thì yêu cầu chỉ là dạy những cái mà những đặc điểm chung nhất của một ngữ lập trình bậc cao, ta dạy những cái gì mà nó tương đương với Pascal và với C với Java, còn người ta không khuyến khích là dạy cái riêng biệt đối với riêng Python. Tuy vậy thì giáo viên cũng nên biết mà càng ngày về sau càng biết sâu, càng cần phải biết sâu hơn, nhất là khi mà học sinh mà phát triển học sâu hơn về Python ấy, để làm chương trình, để làm phần mềm, để làm thi học sinh giỏi, thì càng cần phải biết những đặc thù riêng của Python. Tôi lấy ví dụ như là cái khái niệm là iterable, khái niệm là tuần tự này, là khái niệm riêng của Python, mà nó rất quan trọng. Python nó là rất quan trọng luôn. Và đây là một trong những cái phát triển theo tôi là phát triển hay nhất của Python, được chưa?
Rồi thì như vậy là cái phần đầu thì làm tôi nói xanh như vậy để cho các bạn hình dung được nhé. Như vậy là swing này, swing này, list này, tuple hay là range là những kiểu dữ liệu nó là container, nó là một dãy các cái, nó làm dữ liệu, nó là một dãy phần tử, dãy phần tử mà nó là tuần tự. Chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một theo chỉ số A0, A1, A2, A3, AN. Còn khác với kiểu dữ liệu tuần tự thì là nó có kiểu dữ liệu đơn, ví dụ như là số thực, số nguyên. Khi tôi khai báo, khi tôi viết là x gì bằng 1, nó là một số nguyên. Khi tôi viết là y bằng bằng 1.1 thì nó là kiểu nó là số thực, thì đã đành rồi, là nó là các dữ liệu đơn. Dữ liệu đơn thì nó không không phải không nó không phải không phải không phải là một dãy, nó không phải là không nó không phải là thùng, nó không phải là container, mà nó là một 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 giá trị thôi, một giá trị thôi. Thì đó là những cái tôi nói là tổng quan về những cái dữ liệu mà ta đã biết nhé. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học sang cái chương 11 là tôi nói thêm sâu hơn một chút, sâu hơn một chút về kiểu dữ liệu, một loại dữ liệu đặc biệt là kiểu dữ liệu rộng bool nhé. Chúng ta đã biết rằng là kiểu dữ liệu bool ấy là kiểu dữ liệu mà nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false. Thì tôi viết là tôi có thể viết như thế này, nhưng mà cái bản thân cái từ true và false đây, false, bản thân cái true false là hai từ khóa, nhưng các bạn biết là nó đổi thành màu xanh, nhưng mà nó là hai cái từ khóa, nó là kiểu dữ liệu true và false, dữ liệu bool. Và trên dữ liệu bool chúng ta có thể sử dụng ba cái hàm rất quan trọng, hàm and, đúng không, hàm or và hàm not. Hàm not em cái kiểu dữ liệu các cái biểu thức, của logic ấy, của Python cũng viết rất là đơn giản, rất đơn giản. Nó cũng giống hệt như là đối với cộng, phép, trừ, phép nhân, phép chia, rất đơn giản. Chúng ta cũng có thể đã làm rồi, cũng rất dễ dàng để chúng ta học cái này, không 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 khó nhé. Rồi thì bây giờ nói thêm một chút nữa này, một chút nữa, tức là cái hàm, tôi nhớ là cái hàm bool là cái hàm có thể là biến đổi từ một dạng dữ liệu khác sang dạng dữ liệu bool. Đấy, hàm bool là như vậy nhé. Thì khi mà tôi viết cái dữ liệu bool, nó còn chúng ta có thể tạo ra những cái viết những cái biểu thức so sánh, ví dụ như là một nhỏ hơn hai thì nó tự động nó sẽ tạo ra là kiểu dữ liệu là bool. Thì tôi viết là b b bằng một nhỏ hơn hai đó, thì nó là thì b này nó là gì, nó là kiểu dữ liệu là bool. Thì như vậy là chúng ta có thể dùng dùng kiểu dữ liệu so sánh là nhỏ hơn này, lớn hơn, đúng không? Ta biết rồi, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng, so sánh bằng nhau là như thế này, so sánh khác nhau thì là như thế này. Đấy là những so sánh nhé. Đấy. Thì ở trong Python nó còn hỗ trợ là so sánh đồng thời, so sánh kép. Tôi lấy ví dụ như vậy, tôi lấy ví dụ như này nhé. Để tôi lấy ví dụ là x gì bằng 1, tôi có thể viết là b bằng 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2 đồng thời. Khi tôi viết thế này thì tương đương là b bằng 1 nhỏ hơn x n, x thì nhỏ hơn 2. Tôi viết là như này thì mấy bạn hiểu. Như vậy b nó sẽ là gì? B nó sẽ là false. Hay tôi có thể viết là c bằng 1 bằng x và nhỏ hơn 2. Hơn 2 thì c đây. Vậy là đồng thời là so sánh cả cả hai bên. Thậm chí tôi có thể viết là d bằng 2 lớn hơn x nhưng lại nhỏ hơn 3, có thể thoải mái như này nhé, viết như thoải mái nhé. D là như này. Như vậy là cái so sánh, cái hàm bool kia, tôi so sánh ở trong Python rất là thoáng, và thêm rất là thoáng. Cái này là cái rất là hay. Còn chúng ta có thể mở rộng ra, chúng ta có thể viết thành một thức rất là dài, vô tư. Nên đây nó chỉ là thức rất là dài nhé, không phải chỉ như này. Nó rất là hay. Đấy. Không phải chỉ có hai, có thể là n cái phép biến đổi như vậy. Tôi lấy ví dụ như là ta viết, có thể là viết lại b bằng 1 nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 3, nhỏ hơn 3, nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 6, được, trả vô tư cái như này. Được chưa? Như vậy là nó là một dãy những cái các cái phép so sánh logic, phép so sánh các cái số số hạng, được chưa?
Thì sánh này không những sánh là đối với số và đối với sâu nó làm như vậy. Sâu là có cái đối với sâu thì có các bạn thấy là nó bạn biết là nó có cái so sánh theo thứ tự từ điển đấy. Thì đối với Python nó cũng như vậy, được chưa? Thì như vậy là cái rất là đặc biệt. Bây giờ tôi nói thêm các bạn cái này đặc biệt nữa này. Các bạn chú ý nghe nhé, phần này là phần đặc biệt nữa của Python này. Cái Python nó không những là gì, nó không những là có thể là nó biết chính xác, đo chính xác giá trị đúng sai của các cái biểu thức mà có giá trị đúng sai như là tôi vừa nói đây, mà nó có thể kiểm tra tính đúng sai của mọi kiểu dữ liệu, của mọi dữ liệu. Cái này là cái đặc biệt nha, tôi đưa ra thì gọi xem nhé. Bool Bool 12 có được không? Đấy, tôi làm thử thế này nhé. Nếu mà bình thường, tư duy của bình thường của chúng ta nhé, thì 12 nó là một số nguyên mà nó là một số nguyên mà lớn hẳn một, thì cái hàm này nó phải lỗi. Nhưng mà không, hàm này không lỗi, nó trở về true. Đó, thì đây là một cái mới của đặc thù riêng của Python nhé. Bool. Bây giờ tôi không những là tôi có thể đo được là số 12, tôi có thể đo là 1.234 như thế này. Nha, được không? Được. Là true. Nha. Tôi có thể kiểm tra nữa này. Bool. Không những là số mà có thể là string. Đây. Được không? Được không? Được. Là true. Bạn thấy không nào? Nhưng mà cái hàm bool là cái hàm đó. Đây là phần đặc biệt nhé, phần này là phần mở rộng mà sẽ không có trong chương trình phổ thông đâu, nhưng mà chúng ta biết thì chúng ta có thể nhiều khi chúng ta cần cần nó trong một số trường hợp đặc biệt nhé. Rồi bây giờ tôi làm tiếp tục này. Bool không những là của một sâu mà là của một list, được không? Được, hoàn toàn được. Bool của một cái range, được không? Có được không? Được. Anh như vậy là để tôi nhắc lại nhé, là như vậy là cái mở rộng là như này, mở rộng là hàm bool có thể kiểm tra tính đúng sai của mọi dữ liệu, của mọi đối tượng dữ liệu. Đấy, chứ không phải như vậy là của list, của tuple, của range, của số, của string. Nhưng mà bây giờ cùng nhau xem lại xem nó đúng sai như nào nhé. Thì Python quy định rất rất đơn giản thôi, là mọi kiểu dữ liệu là nếu mà nó khác không khác rỗng thì đều là đúng cả, đều ra nhận chị là đúng, còn lại nó là rỗng, nó là không thì là nó gì, thì nó là sai. Đây kiểm tra bool này, bool của cái sâu quy tự rỗng đây, sâu quy tự rỗng, sâu rỗng nhé, thì nó là false. Bool của cái số không là false. Bool bool của mà list rỗng nhá là false. Bool của một cái tuple rỗng, đây chính là cái hoặc trong chính là cái tuple rỗng đấy, thì đó là false, được chưa? Và tất nhiên là bool của cái dữ liệu mà là none, none tức là không dữ liệu gì cả, bool của none thì là gì, là false. Đấy, có thêm. Thế bây giờ chúng ta như vậy là chúng ta có thể mở rộng cái hàm bool ra để chúng ta làm việc được rất là tốt. Thì tôi có thể viết là if, mà không, tôi có thể viết là if, có thể viết là if 3 lớn hơn 1 là đúng rồi đúng không? Tôi có thể if 3 được không? If 3 nhá, if 3 then print. À, không rỗng, từ ví dụ đây tôi lại không rỗng, được không? Cái này là có được không? Hoàn toàn biết được nhé, vì là chúng ta nhớ lại là cái Python là nó cho phép là đánh giá tất cả các kiểu dữ liệu về một dạng là đúng và sai. Như vậy chúng ta có dùng cái if áp dụng cho mọi đối tượng dữ liệu chứ không phải chỉ có là số 3, cho mọi đối tượng nhé. Mà if 3 và chúng ta biết rồi là 3 là đúng, cho nên là 3 trong con mắt của nhìn của bản thân nó là đúng, cho nên là if 3 là đúng, cho nên là nó sẽ in ra cái dòng chữ là không rỗng, được chưa? Vì tôi biết là if không print
Ok. Else. Green. Green không. Không được, không đúng không nào? Mày in ra cái gì? Mày in ra là không, bởi vì cái số 0 này, số 0 này nó là false, nó là giá trị của nó là false. Cái này, bool không là false. Được chưa? Đó, các bạn thấy không? Thì đó là chính là cái mà chúng ta anh nhá, chúng ta chú ý nhé, đó là kia. Được rồi, thế bây giờ tôi là bây giờ tôi có thể dựa ở đây tôi làm một số cái bài tập như thế này nhé, đơn giản thôi. Bây giờ giả sử bây giờ cho trước một cái dãy à, cho trước một cái list bất kỳ. Bây giờ tôi muốn làm cái nào, tôi xóa đi tất cả các cái phần tử thừa của nó. Phần tử thừa là phần tử gì? Là phần tử là không này, là phần tử nó là năn này, nó là rỗng, nó là một cái dãy rỗng, nó là một cái sâu rỗng, nó là số không hay là nó là năn, tôi vứt đi thì làm thế nào? Đấy, thì chúng ta làm thử một tập đơn giản như vậy nhé. Ta cho đánh tôi tạo một cái dãy nhé, một cái dãy một này, không không là một, rồi là chu đúng không, rồi là gì, ba, rồi là rỗng này đúng không, rỗng này đúng không, rỗng này, ví dụ như vậy. Một cái sâu nữa nhé, sâu nữa là a, là không sao. Một cái sâu nữa là abc, không sao cả. Một cái dãy con 1 2 như này, 12, 1 2, được chưa? Đấy, có thêm vào đây một cái gì nữa nhé, một cái gì đó bất kỳ, tùy tùy chúng ta lựa chọn nhé. Một cái tuple nhé, 1 2 3 4. Đấy, đây là một cái sâu A nhé. Sai chỗ nào nhỉ? Đây là chấm này. Bị sai. Mắt mắt không nhìn rõ. Tôi khai báo lại cái này nhé. Khai báo lại chỗ này là không phải chấm, chỗ này nó phải là gì? Nó phải dấu phẩy ở đây mới đúng này. Đây, phải. Rồi. Đúng rồi đấy nhé. Rồi. Cái A này. A biệt là nó là một dãy lung côm như này. Bây giờ tôi muốn viết một cái hàm để trả lại cái để trả lại cái nó mà làm sạch một cái dãy A nhé. Viết một cái hàm def làm sạch, viết như vậy, làm sạch một dãy A bất kỳ nhé, dãy A bất kỳ. Hàm này là hàm gì? Hàm sẽ đầu vào là một cái list A và đầu ra sẽ là trả lại một cái list. Hàm trả lại một cái list và list đó là thu được từ dãy A một cách bỏ đi các phần tử thừa. Đơn giản lắm, là như sau nhé. Bây giờ tôi khai báo một cái hàm, một cái dãy C như thế này. Xong tôi for, đúng không? For x in A, đúng không? Cho chạy dọc cho A. Sau đó là kiểm tra này, if x, đó. If x tức là if x là true, tức là gì, nếu mà x là true tức là gì, tức là x là không, là không rỗng, x là x là x là có ý nghĩa, thì tôi bổ sung vào đùi ra đó nhỉ, thuật đoạn thành gì vậy, append x, được chưa? Sau đó tôi lùi ra đây, lùi ra ra nữa đúng không? Return không, cho nên nó không rõ lắm về cái diện độ thẳng hàng C nhé. Lỗi chỗ nào nhỉ? C. Ồ, tôi viết trên hàm số nhé, cho nó dễ. Bây giờ viết trên này nó hơi khó, vì tôi làm cái hàm đầu tiên đi. Hàm đầu tiên đây, đây là bài số 1 của hôm nay nhé. Bài số 1 là đầu vào là một cái dãy A. Đây, tôi viết lại cái này nhé, tôi copy lại cái này. A đây nhé, A là cái này này, đầu vào bất kỳ nhé. Rồi cái này cho nó không bị lỗi. A đây nhé. Rồi bây giờ tôi viết lại dép nhé, dép làm sạch
làm sạch A. Vậy là đây là cái hàm, có hiểu chưa? Một cái hàm mà đầu vào làm dãy A, đầu ra cũng là dãy A, đúng không? Tôi bị vọng tiếng ở đâu nhỉ? Ai thu âm nhỉ? For x in A, đúng không? If x, đây tôi cho x chạy dọc cho A này, đúng không? Và kiểm tra x, tức là nếu mà x thì không phải là rỗng, không phải là năm, không phải là các cái thừa, thì tôi bổ sung vào A, bổ sung vào C. And x. Vậy tôi phải lùi ra những từ ra đây nữa. Nhớ đây này. Nhớ anh Huy Nguyễn tắt mic nhỉ? Anh Huy Nguyễn anh tắt mic. Tôi return A ở đây, return C ở đây chứ. Đó. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ tôi rồi. Thì tôi viết cái hàng mà tôi làm sạch. Đây thầy tắt mic anh Huy Nguyễn ấy ạ. Huy Nguyễn đây xem này. Dạ. Huy Nguyễn đâu? Đây đây đây. Rồi, tắt rồi đúng không? Đây nhá. Làm sạch A này. Và bây giờ tôi sẽ print cái xe ra để mọi người nhìn thấy là nó tôi vừa làm cái lệnh gì. Print C. Để tôi ghi ra nhé. Tìm cái file của tôi. Là T1 đây. Mà ra là D8 nhé. D1. Đấy, ta chạy thử nhá. Thì thử xem là nó trả lại cái hàm C, cái dãy C là dãy này, dãy A này, dãy A là dãy này nhé, thì máy nó sẽ trả lại cái dãy mà nó sẽ không còn các cái phần tử thừa, nó không không có cái phần tử nó là rỗng này, sâu rỗng này, dãy rỗng này, túp bần rỗng không có nữa. Đấy. Và nó để lại những phần tử là nó mà là phần tử có ý nghĩa. Như vậy cái hàm bool chúng ta có thể mở rộng ra là gì? Hàm bool là cái hàm mà nó không áp dụng chỉ có cho true và false, và áp dụng cho tất cả mọi đối tượng dữ liệu ở trong Python. Và nó bị đơn giản như sau, là tất cả mọi dữ liệu dưới dạng con mắt của hàm bool là nó đều là đúng, đều là true nếu nó là có nghĩa, và nó bằng false nếu nó là vô nghĩa, là nó là rỗng, nó là năn, nó là sâu rỗng, nó là vân vân. Đấy, bạn thấy không? Nó là sâu rỗng, nó là một cái list rỗng, nó là một cái từ điển rỗng, nó là một cái tập hợp rỗng, thì nó đều là năn, hoặc là nó là năn thì nó đều là bằng 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 false cả. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy như vậy là cái hàm bool nó được mở rộng ra rất đặc biệt, đề rất đặc biệt của Python. Và như vậy thì chúng ta vì chính hàm bool mở rộng ra cho nên nôm na là mọi dữ liệu. Đây, thì viết là như thế này. Thì viết là như thế này. Thì x thì máy nó hiểu x thì hoàn toàn là chúng ta có thể viết là như thế này. Chúng ta có thể viết là x thì n1, được không nào? Hoàn toàn được. Vì là x thì chúng ta hiểu x thì nó là một kiểu dữ liệu bình thường thôi, nhưng mà đối với Python mở rộng thì nó có ý nghĩa trong cái kiểu tư duy của cái hàm logic, hàm bool. Cho nên viết là x n1 là được. Enter này. Đấy, nó báo là nó để tôi viết là b bằng x n1 nhé. Đấy, thì máy sẽ hiểu là được chưa? Máy sẽ ở chỗ này các bạn chú ý nhé, ở đây b nó không phải là true. Để tôi chỗ này khó một tí nhé, tôi viết lại là b này bằng x, tôi sẽ phân tích lại một chút các bạn này. X bằng 10 n10 nhé, thì máy sẽ làm như nào đây.
Thì B là bằng bao nhiêu? B là sẽ B bằng 10. Đấy, chú ý nhé, các bạn chú ý là chỗ này là quan trọng này. B không phải là bằng chu mà B lại bằng 10. Vì sao lại như vậy? Cái chỗ này là cái chỗ mà hơi khó một chút nhá. Chúng ta biết rằng là x gì, chúng ta có thể dùng hàm hàm bool để cho kiểm tra x gì là một đại lượng, nhưng mà soi dưới cái hàm bool thì nó là chu. 10 cũng là một một cái đại lượng, một cái số nguyên được soi dưới dưới ở trong con mắt của dưới dạng của hàm bool, nó là chu. Đấy, cho nên là về nguyên tắc là x gì 10 thì nó là chu trong con mắt của dưới dạng của hàm bool nhé. Đó, nhưng mà ta biết đây bây giờ 10, khi tôi viết là bool của x and 10 thì luôn luôn trở lại là chu rồi, không có gì cả. Nhưng mà khi tôi viết là b bằng x and 10 thì b nó lại là 10. Vì sao lại như vậy? Bởi vì như sau nhé, nhanh nhanh này. Khi tôi gắn lệnh này nhé thì nó làm như sau này. Đầu tiên nó gắn b bằng x gì, và nó kiểm tra xem là x nó là true hay là false. Nếu x là true thì nó phải kiểm tra tiếp cái hàm đấy, vì ta biết là cái hàm e này, cái hàm hàm và này ở trong logic ấy, thì nó đúng khi mà cả hai cùng đúng. Cho nên khi mà nó biết x là đúng thì nó chỉ biết là b là đúng hay là sai, cho nên nó phải thử tiếp vào 10 nữa. Vì nó viết là b bằng 10 thì nó biết là b là đúng và nó trả lại. Như vậy khi là sau tôi bán b bằng 10 thì máy nó báo thì máy nó hiểu anh vậy, b bằng 10 là đúng, được chưa? Bây giờ tôi làm thử, tôi làm thế này thì bạn thấy nó khác nhau nhé. B này bằng này 0 and 10. Được chưa? Tôi viết tôi kiểm tra B này, B nó sẽ là 0. Đó, chỗ này. Vì sao B nó không là 10 ở trên này nhé? Ở trên này B bằng x n 10 thì B nó bằng 10. Ở đây khi B bằng 0 và 10 thì B lại là 0. Các bạn biết vì sao chỗ này không? Chỗ này hơi khó chút này. Giải thích như chỗ này nhé. Là khi mà B nó bằng 0 và 10, đầu tiên bên máy nó gắn B bằng 10 đã này. B bằng 10 đã này. Thì B bằng 0 này, B bằng 0 trước mà. Thì gắn B bằng 0 ấy thì vì 0 nó là false. 0 nó là false, mà là false thì hàm và với mọi giá trị khác đều là false cả. Chuyên máy sẽ không kiểm tra cái phần thứ hai này. Máy dừng lại luôn. Máy dừng lại luôn, máy kiểm tra khi B bằng 0, máy dừng lại luôn và trả lại ngay giá trị là giá trị này chính là false. Đấy. Chỗ này khó hiểu một tí nhá, chỗ này các bạn là chỗ này là chỗ mà trong sách tôi viết rất là kỹ thì các bạn xem qua nhé. Chỗ này là phần rất nâng cao rồi, tôi nói thêm để các bạn, tôi sẽ không nói kỹ trên lớp này đâu vì nó không cần thiết, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu thì tôi xin phép các bạn đọc cho tôi kỹ tôi cái phần 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 7 của bài 11 ở trang 172. Cái phần đó là tôi viết là nguyên tắc chuyển mạch nhanh của các phép toán logic, tức là như thế này. Đối với hàm n khi mà máy thiện một cái lệnh, ví dụ như thế này x n 10 chẳng hạn, thì đầu tiên máy kiểm tra phần tử đối là x gì. Nếu mà x gì là false thì nó dừng lại luôn, nó không không kiểm tra phần phần tử sau. Còn x là true nó phải kiểm tra phần tử sau nữa. Đó. Cho nên giả sử tôi viết là b đi nhé, khi tôi viết là b bằng x n input, có thể viết là như này, input nhập một số, chỗ này là càng khó nữa nhé. Khi cái lệnh này nhá, và chú ý là cái hàm đây là một cái hàm mà trả lại giá trị là trả lại giá trị là string. Cho nên là cho bây giờ là ở trong Python thì cái n này là dùng để cho mọi giá trị, mọi 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 loại dữ liệu, chứ không phải chỉ có dữ liệu là bool theo đúng nghĩa. Chỉ tôi viết là x bằng b bằng x gì in n input này là không không bị sai về lỗi lỗi chính tả, không sai nhé. Thì enter máy làm gì? Đầu tiên máy kiểm tra b bằng x gì, xem x gì có phải là true hay là false. Nhưng về x gì, tới bây giờ x gì đây này, về x gì là true, cho nên máy bắt buộc phải kiểm tra cái này. Trên máy trước máy sẽ gán ngay là b bằng input
nhập một số nhá. Enter. Đấy. Nó chạy cái hàm input một số cái tôi gọi là 4 thì máy khi đó B sẽ là bao nhiêu? B sẽ là 4 và B chính là giá trị của cái hàm B bằng input đó mà trả lại chị là 4. Được chưa? Và trường hợp này thì là B nó sẽ là true thì tôi type P ra thì nó là true. Được chưa? Không, xin lỗi, phải type là bool chứ. Bool của B ra thì nó là true vì B nó là 4 mà. B nó là sâu 4 cho nó về là true. Nhá, thì bây giờ là các bạn cùng làm cái bài tiếp theo này, bài này hay nữa này. Thì viết là B bằng x and input nhập một số đúng không? Rồi enter. Mày báo này, enter luôn này, Đấy, thì B là bao nhiêu? B nó sẽ là một sâu rỗng, do đó chúng ta kiểm tra bool của B nó sẽ là gì? Nó sẽ là false. Đấy, như vậy là cùng là một cái là cái câu gán là B bằng x and input như này, nhưng giá trị của B thì có thể nó là trường này nó là true, trường này nó là false. Đấy. Cho nên đây là đây chính là một cái đặc biệt của Python đây. Tức là gì? Tức là trong cái các cái hàm logic mở rộng ấy, thì giá trị của biểu thuyết đó không xác định ngay khi thực hiện lệnh mà chúng ta phải thực hiện sau đó một thời gian. Khi tôi viết là b bằng 1 and input nhập một số như này, lấy dụ như này nhé. Thì đối với câu hỏi này thì câu hỏi đặt ra là b nhận giá trị nào nhé. Thì tôi bây giờ thấy là đây là một câu lệnh đúng trong Python. B nhận giá trị nào thì câu trả lời như nào? Câu trả lời là chúng ta chưa biết. B nhận giá trị nào phụ thuộc vào giá trị của cái hàm input kia. Đấy, chỉ vì hàm input là có thể B nhận đúng hay là sai thì ta chưa biết. Nếu mà ta nhập một số mà là khác không thì B trả lời là đúng. Còn nếu B nhận giá trị là nhập input một số mà bằng không thì B sẽ trả lại một sâu rỗng thì B sẽ trả lại giá trị là false. Đó, thì đây là một chỗ khó, tương đối khó của Python. Được chưa? Các bạn có hình dung được không nào? Đây là chỗ theo tôi là một trong những chỗ khó đây. Đây. Enter. Tôi enter nữa nhé. Thì khi đó type của bool của B nó sẽ là false. Nhập một số khác không ấy, một số bất kỳ nhập một số số bất kỳ mà khác rộng ấy thì đây, trường hợp này này thì khi nó B nó sẽ bằng 4, nhập là 4 thì khi đó thì là bool của B nó sẽ là true chứ còn là false. Được chưa? Đó. Đó là đối với hàm and. Hàm or thì là ngược lại. Hàm or là gì? Hàm or chỉ cần một trong hai cái đúng là nó sẽ đúng. Bây giờ tôi là viết lại nhá, tôi viết là B bằng 10 o input nhập một số nào. Cái bị ai trả lời ngay cho tôi là B trong lệnh này thì cái biểu thức 10 o input nhập một số là đúng hay là sai, hay là B nhận ra nhân giá trị nào, có thể trả lời ngay được không? Enter này. B là bao nhiêu này? B chính là 10. Vì sao lại như vậy? Là vì như này nhá. Tại sao cái lệnh này, tại sao nó không, khi mà chạy thì lệnh này nó không chạy cái lệnh là input mà chạy lệnh này này thì nó lại chạy cái lệnh nhập mà input. Lệnh này thì nó lại không input. Vì như này nhá. Vì cái lệnh này này, khi mà B kiểm tra B bằng 10 thì 10 là đúng, 10 là true rồi, và đã true rồi thì là cái hàm O này, hoặc cái này đã true rồi thì là true and O gì đó thì bắt đầu là true mà là hoặc là O đấy,
O với chu thì nó vẫn là chu, chu mà O với false nó vẫn là chu. Cho nên là khi mà máy kiểm tra B bằng 10 thì máy hiểu ra à, B luôn là chu rồi và không cần tính nào, mà cái hàng này sẽ bỏ qua không tính nữa. Cho nên B luôn là 10. B luôn là 10. Cho nên cho hàm này sẽ khi mà tôi biết như này thì ta sẽ trả lời ngay lập tức là B bằng 10. Các bạn có thấy không nào? Đó nhá, chú ý nhá. Biên ngược lại nhá, biên viết là B bằng 0 O input nhập một số. Nào, thì ta trả lời sẽ là trong trường hợp này thì B sẽ bằng bao nhiêu? B là true hay là false? À, phần ta phân tích một tí nhé. Khi B đầu tiên nó sẽ kiểm tra cái O này, số 0 này. Số 0 này là ta biết rồi, số 0 này là false. Số 0 là false. Nhắc lại là cái hàm bool là nó hàm bool là gì? Hàm bool là nó là cho tất cả các số 0 là false này. Số 0 là none là false này, hay là dữ liệu sâu dữ liệu rỗng này là false này. Sâu dữ liệu rỗng này, rồi là dãy rỗng và tuple rỗng thì là false hết. Cho nên ở đây nhé, khi mà là false, khi mà cái số hạng đầu tiên của cái toán từ O mà là false thì máy chưa biết là lúc bây giờ giá trị của B sẽ phụ thuộc vào cái số thứ hai. Cho nên B bắt buộc phải tính số thứ hai. Nếu số thứ hai này mà là true thì B là true, nếu số thứ hai này là false thì B là false. Do đó giá trị của B sẽ phụ thuộc vào cái số hạng thứ hai sau cái toán từ O. Cho nên là bắt buộc nó phải chạy toán từ, chạy cái hàm input đã, enter này, máy chạy cái hàm input đã. Đấy. Khi ta gõ là số 7 hay là A đi thì khi đó B sẽ là B nó sẽ bằng A, và cái bool của nó sẽ là gì? Bool của B nó sẽ là true. Đấy, nó phụ thuộc vào giá trị A. Cho nên là cái biểu thức này là sẽ phụ thuộc vào, không thể trả lời ngay là đúng hay là sai, và nó phụ thuộc vào cái hàm input, cái hàm số 2. Còn cái biểu thức này ngược lại, biểu thức này là luôn luôn nó bằng 10, giá trị B luôn bằng 10 chứ nó luôn là đúng. Trường này thì nó phải phụ thuộc vào cái thứ hai nhé. Để ngược lại này, ta có là ngược lại đối với hàm n này, ví dụ như là B bằng 0 n input nhập một số. Đây là n nhé, không phải là o nhé. Thì trả lời như sau này. Bây giờ cho là khi mà tôi biết như này thì B là true hay là false? B bao nhiêu? Trả lời ngay không? Tôi trả lời là ngay được này. B sẽ bằng 0, B sẽ là false. Vì sao? Vì khi mà ở đây nhé, n ở đây o là số 0, số 0 nên là false. Mà đã for rồi thì là n với cái gì cũng là for hết. For n for thì bằng là false. False and true cũng bằng là false. Cho nên là khi mà kiểm tra tới đây thì máy dừng lại, không làm cái hàm này nữa, cái hàm này sẽ được bỏ qua, không tính nữa, và dừng lại luôn. Và B luôn là bằng 0, và bool của nó, và tiên B ở đây là gì? B ở đây luôn là false. Cho nên là cái biểu thức này biểu thức này là nó được tính giá trị ngay lập tức sau khi mà chúng ta gõ lệnh, không cần thực hiện cái lệnh input nữa. Do đó cho nên là đây người ta gọi cái đây là gì, là khi mà Python thực hiện một cái biểu thức mà có n có o đấy thì Python tính thì kiểu là nhanh, thế kiểu là tính nhanh, được chưa? Nếu mà b bằng, nếu mà b mà một cái biểu thức n mà ở đầu của nó là for rồi, n cái gì đó nữa tôi không quan tâm nhé. Khi mà có cái biểu thức này thì b sẽ gán for và bỏ qua cái phần tử thứ hai, không tính nữa, bỏ qua luôn, chỉ cần tính ngôn ngữ tính nhanh mà không cần tính cả hai. Trên đây là cái chỗ mà nó, cái chỗ này rất là hay, chỗ này là chỗ mà chúng ta biết cái này chúng ta sẽ lập trình, chúng ta tránh những lỗi, rất là nhiều lỗi. Thì tôi sẽ cho các bạn ví dụ nhé. Như vậy là nếu b bằng false là một cái biểu thức mà là false,
n cái gì đó thì cái số hạng thứ hai sau n không được tính, máy bỏ qua. Như vậy tính nhanh. Như vậy với cái biểu thuyết này thì là máy sẽ tính một nửa thời gian thôi, không không tính cả thời gian, không tính cả hai nhé. Và ngược lại thì là b, b mà tôi viết là b bằng một cái biểu thức nó là true, là o o cái biểu thức thứ hai như thế này thì o một thứ hai như thế này thì cũng như vậy thì máy sẽ tính cái tính soạn đầu tiên là máy sẽ bỏ qua cái xong này, bỏ qua không tính cái thứ hai. Nôm na là gì? Nôm na là khi mà Python mà tính cái giá trị một cái biểu thức logic ấy mà toàn là n cả thì gặp for dừng lại ngay, không 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 tính tiếp nữa, tính nhanh. Đã gặp giá trị là for thì dừng lại. Ngược lại nếu mà máy Python mà tính một cái biểu thức mà có cái o đấy thì nếu gặp true thì dừng lại ngay. Thì cái đó người ta gọi đó là cái nguyên tắc chuyển mạch nhanh hay là cái nguyên tắc tính nhanh của các biểu thức logic nhé. Thì tôi cho các bạn ví dụ thôi, ví dụ là ví dụ là như này, tôi lấy ví dụ nhé. Tôi tìm cái ví dụ như này. Ví dụ như này nhé, để cái này là ta trong khi chúng ta hay làm ở trên thực tế thì chúng ta sẽ khi chúng ta hay hay phải dùng đến thì nhiều khi chúng ta gặp những cái tình huống tương tự thì chúng ta chú ý khi chúng ta thực hiện những cái lệnh mà các cái hàm logic ấy, các cái biểu thức logic mà có n có o thì chúng ta chú ý là cái thứ tự của cái thứ tự của cái biểu thức n và o là quan trọng. Như chúng ta là chỉ đổi lại thứ tự thôi làm cho chương trình nó trở nên là nó không bị lỗi nữa. Đó. Cái đây đây là cái mà chúng ta chú ý cái chỗ này tôi vừa nói. Đấy, khi mà chúng ta thực hiện một cái toán tử mà một cái biểu thức logic có các cái toán tử là n và o thì chúng ta chú ý cái thứ tự của nó. Thứ tự của nó. Để tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ những cái hàm như này nhé. Bây giờ tôi cần chỉ ra một cái số hạng, tức là bây giờ tôi cần gì? Tôi sẽ kiểm tra từ đầu đến cuối xem cái dãy này nó có tăng hay là giảm. Khi mà tăng lên và bắt đầu giảm đi thì tôi muốn chỉ ra cái vị trí là đứng đầu, vị trí đầu tiên mà nó đang lên này thì nó giảm xuống, việc đây đang là 1 2 3 4 5 6 7 8 đến 8 nó xuống. Tôi muốn chỉ ra 8 là cái nó là cái vị trí nào. Đó, chỉ ra cái vị trí đó. Được chưa? Để tôi làm như này nhé. Giả sử tôi làm một cái hàm như này. K được tôi để bằng 0 này, đúng không? Tôi mới tăng K lên, tôi OI, tôi kiểm tra OI chừng nào mà AK mà còn nhỏ hơn AK, ví dụ thôi, A cộng 1 N và Y còn nhỏ hơn len A nhé, thì tôi còn tăng Y lên một đơn vị, Y bằng Y cộng 1. Vậy cái nào dừng, cái nào dừng, cái nào dừng khi mà đi đến hết cái chiều dài của dãy và khi mà cái này nó không không đúng nữa, năng lên hơn, tôi để này tôi cho nó sửa như thế này, tức là nó liệu tăng khi mà hết là cái hàm đó nó đi lên nhé, cái dãy nó lên này, khi mà lên đỉnh thì bắt đầu đi xuống ấy, đi xuống thì tôi sẽ dừng lại ở đó và tôi chỉ ra cái vị trí, tôi gọi vị trí là vị trí yên ngựa của cái dãy đó. Thì bài này là bài cần chỉ ra cái vị trí yên ngựa đó, tôi print ở đây, tôi về tôi print cái ra, print cái bài đơn giản thôi. Thực tế ta có rất là nhiều ở trên thực tế, rất nhiều cái xin lỗi đều là K chứ không phải là Y nha. K đây là K, lẫn lộn giữa Y và K nhé, K đấy chứ, K
Cài hết nhé. Nhớ qua nhỏ hơn chữ cồn ca, còn từ nào ca còn nhỏ hơn len A thì ta sẽ còn đi tiếp đúng không? Đấy, thì tôi ghi các bạn này là bài số 2. B2 chạy thử tôi kiểm tra. Có báo lỗi gì? 5. 0 1 2 3 4 5. Đây, 5 là vị trí này này. Đúng không? Tức là cái chỉ số, là cái chỉ số của cái vị trí là ấy nhá. Bây giờ chỉ ra là 5 mà đúng, nhưng mà 5 chính là A8 đấy nha. Tôi có thể print 5 và tôi print ra cái AK là cái vị trí AK này cho mọi người thấy nhé. Như vậy là cái đó là cái phần tử thứ 5 và nó là chính là 8 đúng không? Chỉ đó là 8 đúng không? Phần tử thứ 5 căn 8. Rồi tôi yên nhé. Bây giờ tôi làm sao, bây giờ tôi sửa lại cái này là 9. Chạy thử xem đúng hay sai nhé. Đấy, máy báo lỗi. Máy báo lỗi vì sao lại máy lại báo lỗi? Đúng không? Vì sao? Vì này là vì là out of range này. Vì khi này ca nó sẽ ở đây này, ở đây là ca nó đang cái này. K nó đang ở 6 này. 5 là 6 này. K lên 6 là nó báo lỗi này. Nên đây chúng ta cùng nhau ta gọi là debug một đoạn nhé. K lên 6 là bị lỗi vì sao? Vì sao lỗi không nào? Lỗi là vì K bằng 6, còn chỗ này là 7 này. K có bộ là 7, chỗ này là AK nhỏ hơn bằng A7. A7 thì nó vượt ra ngoài cái dạng của dãy, nó báo lỗi. Gọi là list index out of range. Là tại khi mà nó chạy thì năm là nó kiểm tra là K bằng 6 là nó báo lỗi, vì chỗ này là K bằng 1 là 7. Được chưa? Thế bài này chúng ta xử lý như thế nào? Bài này chúng ta làm như sau, chúng ta làm đơn giản thôi là chúng ta bây giờ làm như này, khi mà giả sử cái dãy đó mà tăng lên hết đi hết ấy, thì đây là phần tử yên ngựa này. Yên ngựa đây thì khi mà K chạy tới đây ý, thì các cái bộ nó vượt ra ngoài rồi thì cái này là không thể thiện được nữa đó, thì mình làm thế nào? Cách làm là như sau. Cách làm mà chúng ta sẽ phải đổi vị trí hai cái phần tử, đổi K nhỏ hơn len A lên trước và cái kia ra sau thì nó sẽ được. Bởi vì theo cái nguyên tắc tính toán nhanh ý, thì đây bây tôi chuyển nhé, chuyển là K nhỏ hơn len A N. Chúng ta sẽ làm một tí và chúng ta biết phân tích xem là trường hợp này thì làm sao nha. Khi tôi biết như này này, tôi kiểm tra này xem máy có chạy không nhá, vẫn bị lỗi à, ta vẫn bằng 6, K nhỏ hơn len tôi một chút. K nhỏ hơn len chỉ 1 chứ. Vậy là một chút nhá, tôi sửa đây một chút. Chỗ này hơi khó một chút. Ý của tôi là muốn là khi mà đổi chỗ như vậy thì máy nó chỉ kiểm tra cái đầu chứ nó không kiểm tra cái đằng sau nữa. Khi mà cái này nó sai thì nó sẽ dừng lại, nó không kiểm tra cái này nữa. Đấy, thì cái ý của tôi là như vậy thì nó không bị lỗi nữa. Nhưng ở đây là K bằng 6 nó vẫn là K bằng 6. Tôi sửa một chút, kiểm tra một chút nhá. Xem máy có chạy được không nhá. 6 9 0 1 2 3 4 5 6. Bây giờ tôi làm lại nhá, bây giờ tôi làm lại một chút, các bạn đợi tôi một chút, tôi kiểm tra lại như này.
không biết. Không à. Đúng cái này, đúng cái này nó hơi khó quá thì được. Cái vấn đề đây cho các bạn. Đây nhé. Sẽ thử cho nó xem nào. Đấy. Xin lỗi tôi phải để cái này mới đúng này. Tôi làm lại bài này nhé. Tôi lại như này bài này. Rồi rồi tôi loại này mới đúng rồi. Bây giờ tôi loại cái này. Bây giờ sử như là như này nhá. Tôi làm lại. Thế này mới đúng này. Y k bằng nhỏ hơn và k nhỏ hơn lên a trừ 1 thì tăng k lên 1 như này. Bây giờ trường hợp mà trường hợp này nhá. Đây, vẫn là 58 đúng nhá. Bây giờ tôi sửa cái này thành 9 này. Tôi tăng lên thì phần tử ít ngữ của nó là phần tử cuối cùng, là phần tử là cuối cùng thì xem máy có báo lỗi không. Thì máy nó báo lỗi là k bằng 6. Khi k bằng 6 này, khi k bằng 6 thì ở đây là k cộng 1. Cho nên là sai, nhưng mà trong này là chưa bị sai. Đó, thì bây giờ tôi phải sửa cái này như nào, tôi phải sửa như sau này. Tôi phải sửa tôi sẽ đổi chỗ hoán vị hai cái này lại. Trường này là sai nhé. Đây tôi làm lại, tôi sẽ làm lại cho này. Đây trường này là sai, tôi sẽ ẩn đi như thế này và tôi copy xuống. Copy xuống như sau. Y. Y. À, đây k nhỏ hơn n ak. Vì tôi đổi chỗ thôi, tôi đổi chỗ cái biểu thức logic thôi thì nó vẫn chạy được như bình thường. Đó, thì vì sao nhé? Khi k bằng 6 này, khi k bằng 6 nhé, nên là trường này là tôi đang chạy k bằng 6, khi k bằng 6 nhé, khi nó lên 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 khi k bằng 6 này nhé, thì cái biểu thức này là lỗi này, chạy cái này là lỗi này, vì k của nó là 7. Nhưng mà máy kiểm tra cái này, kiểm tra cái này là sai, vì k bằng 6 mà k bằng 6 được k vượt quá lên a trừ 1. Nhưng mà cái biểu thức này là sai. Và khi sai rồi thì máy bỏ qua không tính cái này nữa. Đó. Đúng đề như này này thì máy luôn tính cả hai. Cho nên là nó báo lỗi khi mà k bằng 6, khi k chạy lên này, k chạy bằng 0 này, 1 này, 2 3 4 5 6 này. K bằng 6 là nó báo lỗi. Nhưng khi tôi đổi ngược lại, tôi xoay ngược lại thì khi k bằng 6 thì cái biểu thức này là sai này. Mà khi đó thì theo nguyên tắc chuyển bằng nhanh tôi nói lúc nãy đấy của cái hàm n đấy thì khi tôi chạy tới đây thì máy dừng lại, máy không kiểm tra cái này nữa. Đó, chúng ta nhớ lại cái này như vậy nhé. Khi chúng ta gõ hang lệnh là e này này thì khi cái này mà sai thì máy không chạy cái này nữa. Máy không chạy cái này nữa. Đó thì đó là nguyên tắc chuyển bằng nhanh của Python rất là hay đấy. Và đây là lỗi. Cái này là cái không là cái này là cái trong C là không có nhé. Đó thì như vậy tới đây là nếu ta để cái hạn lệnh trên này này là lỗi. Ta đổi ngược lại thì hết lỗi, lệnh sau này là hết lỗi. Bạn thấy không nào? Đó thì áp dụng chạy đều chạy bình thường nhé. Đây là một ví dụ chúng ta thấy cái tôi lưu ở đây chúng ta nhớ nhé. Đây là ví dụ của cái phần gọi là nguyên tắc chuyển mật nhanh của cái Python. Cái phần này là đúng là khó thật. Theo tôi cái phần này là đúng là khó với các bạn nhé. Chúng ta là mới quá mà. Mới quá chúng ta chưa, vì các bạn cũng là mới cho nên là chưa 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 có kia chưa rèn được cái các cái kỹ năng làm quen với ngôn ngữ này. Trên phần này là phần đặc thù riêng của bản thân là nó khó nhé. Thế là mình có phải im lặng quá đúng không? Thôi được cái này nhé, thôi được tôi không nói tiếp phần này nữa nhé. Thì cái phần này các bạn muốn thành thạo thì các bạn làm bài tập thì nó sẽ thạo thôi. Làm bài tập đọc kỹ cái phần sách còn mà tôi viết và làm bài tập thì ta nó sẽ thành thạo. Được rồi, thì tôi không định nói nhanh cái phần này. Bây giờ tôi sẽ nói nhanh sang cái chương chương địa quy. Chứ không định nói mà thôi nói nhanh để chúng ta có hình dung của cái chương địa quy một chút nhé. Thì ở trong trong Python là cái phần địa quy trong Python nó hoàn toàn giống địa quy ở trong C và trong địa quy ở trong C và ở trong trong Pascal. Cho nên nó rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số chú ý sau đây. Cái hay của cũng là cái hay của cái thằng của
hay của cái của bài thơ là như sau. Bây giờ chúng ta định nghĩa một cái hàm nhé, đây với một cái hàm. Thế nào là đệ quy? Hàm đệ quy là cái hàm mà nó cho phép là gọi chính nó, gọi chính nó. Đây, lấy nhân tôi gọi x bằng 1, sau đó là print x, print x, sau đó là gọi chính nó luôn, lấy ví dụ như vậy, enter này. Đấy, như vậy là cái hàm f là cái hàm mà nó gọi chính nó. Thì ở trong bài thơ bức thì là một cái định nghĩa hàm mà nó gọi chính nó thì người ta gọi là đệ quy thôi, không có gì cả. Người ta chạy thử đấy, nó chạy số 1 liên tục ra ra bên ngoài nhé. Và khi nào thì nó dừng, khi nào nó dừng ta thấy là đấy, nó sẽ dừng lại. Cái thằng này hay là nó tự động nó kiểm soát rồi, nó kiểm soát là không cho phép là nó chạy mãi, nên nó chạy là 1009, nó khoảng 1000 đồng, khoảng 1000 lần. Khi nó gọi đệ quy 1000 lần là tự nó dừng lại, nhưng mình cũng yên tâm, không bao giờ nó sợ nó chạy mãi. Cứ trong khi chúng ta viết lệnh cho cái hàm đệ quy, cái sợ nhất là nó chạy mãi, cứ vòng luộn mà mãi mà nó hết bộ nhớ là hết luôn, là treo luôn máy. Cái thằng Python là may là nó có một cái chức năng là tự động nó dừng lại sau 1000 lần, đây thì đó là cái hàm đệ quy nhé. Thế bây giờ bản chất của hàm đệ quy là gì? Là chúng ta phải biết cách khi nào nó dừng lại được, kiểm soát được dừng của nó. Cái hàm đệ quy nó có một cái hay của hàm đệ quy là nó làm chương trình rất là gọn mà rất là đẹp, nhưng mà nó dễ sai, mà thường là nó mất là nó tốn rất nhiều bộ nhớ và nó mất thời gian. Thì vì chúng ta ấy thôi, chúng ta làm một cái ví dụ như này. Ví dụ tôi làm mà bây giờ tôi muốn cho nó thì tôi phải có đoạn dừng, vì tôi làm cái hàm này, vì tôi vừa hàm cái hàm f mà có n ở đây đúng không, và tôi kiểm tra là if n lớn hơn 1 thì gọi cái hàm là n trừ 1. Đấy, có thể là tôi sẽ if n trừ 1 thì tôi in ra, tôi print n ra và gọi cái hàm đệ quy n trừ 1. Như vậy là gì? Như vậy cái hàm nó chỉ chạy khi n lớn 1, n bằng 1 thì nó dừng lại. Cái hay của nó là như vậy nhé. Có thể như vậy chỉ n bằng lớn 1 thì nó chạy, n 1 thì nó dừng lại, cho nên là yên tâm, nó dừng, nó không chạy mãi được. Đó, như tôi chạy f này, f là 100 này, thì máy nó sẽ chạy này. Nó sẽ chạy đến 2 là nó dừng lại. Đó, thì khi n 1 thì nó không chạy nữa. Đấy. Thì như vậy là cái bản chất của nó là chúng ta phải có cái biết khi nào chúng ta làm dừng lại thôi. Đây chỉ là chỗ chúng ta dừng lại. Thì đó là nguyên tắc chung của tất cả các chương trình đệ quy. Thì đệ quy có những bài rất đơn giản, có những bài rất là phức tạp. Thôi được, tôi sẽ làm một bài đơn giản nhất nhé. Chúng ta nó không này, ví dụ là những bài đơn giản nhất là cái bài tính giai thừa chẳng hạn, đúng không? Ví dụ là GT như giai thừa là n tính, thì ta tính này, if dừng lại là khi n bằng bằng không, khi n bằng một, đúng không? Khi n bằng một thì nó khi n bằng một thì nó return 1. Còn else khi mà n mà lớn 1 thì nó return, nó trả lại return là n nhân với giai thừa của n trừ 1. Nó gọi đệ quy chính nó, gọi đệ quy chính nó nhé. Nhưng mà nó có điểm dừng, dừng là nên này. Điểm dừng là khi mà n 1 thì nó chạy return 1 và nó dừng lại. Nó không gọi tiếp hàm nó nữa. Chỉ khi n lớn 1 thì nó sẽ gọi tiếp như này. Những cái hàm này tôi biết rồi, hàm này là hàm rất đơn giản. Bây giờ tôi tính giai thừa của 10 chẳng hạn thì nó báo ngay là như này, đúng không? Giai thừa của 100 như này. Đây, chập. Tính khá nhanh, đúng không?
giải thừa của 1.000 nó có ra được không, càng lâu nó càng khó ra ra lập tức đúng không, cũng khá nhanh đấy nhé. Đó, còn thấy là cái thằng này là cái về nguyên lý các cái số nguyên ở trong cái thân là rất lớn, chúng ta có thể trừ khi nào hết bộ nhớ thì thôi. Đấy, thoải mái, cái số này lớn như này mà nó vẫn tính được. Chưa? Hay là tôi làm một cái bài khác nhé, tính số Fibonacci thứ n nhé, ví dụ như vậy. Hay là này, một cái bài là phi đi, phi n là tôi in ra trên màn hình n số Fibonacci, dãy Fibonacci. Fibonacci đó là 0, 0, 1, 1, F0 là 0, F1 là 1, F2 là 1. Đó là cứ thế, cái số sau bằng 2 lần số trước cộng lại. Được chưa? Đây, bây giờ tôi làm bài này nhé. Tôi sẽ in ra, đúng không? Đây, là đầu tiên là if n bằng 0, thì print 0 ra. Từ bên trên tôi in ra cho hàng ngang cho nó dễ nhìn dễ nhé. Đấy. Đây. L if n bằng 1 ấy, thì tôi print 0 1 đúng không? In ra cả hai số mà. In là 1, in 0 nhỉ? In 1 thôi chứ, in 1. Sau đó nó sẽ tự động, nó sẽ in ra cái gọi cái hàm. Được chưa? Else. Ở đây xin lỗi, tôi hơi nhầm đúng không? Đây nó phải là, nên tôi phải viết lại là tôi return lại đâu, return. In ra và return 0. Còn ở đây là in ra và return 1. Return 1. Được rồi, vẫn in ra thì làm thế nào nhỉ? Tôi print. Tôi một chút, tôi hơi bị nhầm lẫn đấy. Vì là vừa muốn in ra mà lại vừa muốn muốn trả lại số thì không được. Đúng không nào? Chuyện này là phải làm khác đi. Tôi làm cái này là không đúng. Thôi tôi làm lại nhé. Tôi chỉ in ra số thứ tự thôi, in ra tôi chỉ tính số thứ số, không print. Đi làm sao nhé, đi làm sao. Sau đây này chúng mình hay bị lẫn, tham quá. Của tôi đây là gì, là chỉ in ra thôi, chỉ là return thôi, tức là trả lại giá trị. Tức là cái hàm này là gì, cái hàm này là cái hàm mà trả lại cái số Fibonacci thứ n, được chưa? Với n bằng 0 thì nó là trả lại là 0, với n 1 trả lại 1, với n lớn 1 thì nó trả lại là gì, nó trả lại là gì, nó là return phi của n trừ 1 cộng với phi của n trừ 2. Đấy, đơn giản thôi nhé. Còn cái bài mà muốn nó vừa in ra nữa thì là khác, ta làm xong này thôi, cảm như này thôi. Như vậy là đây này, fi nhé, đây là hàng Fibonacci này, là n bằng 0 thì nó là trả lại 0, với n 1 trả lại 1, còn n lớn 1 thì trả lại là fn 1 cộng fn 2. Chính xác rồi. Bây giờ tôi muốn tính là f của 4 này, nó ra đây là 4 sẽ là x bằng f4. Sao cho nó in ra ở đâu nhỉ? Sẽ là f nhầm F phi chứ, phi 4 là 3 đúng không? F phi là 10,
phi nhầm lẫn với f rồi. Phi là 6 này. 8 nhé. Phi 10 và 55. Bây giờ tôi for e in range 10 print phi e n in dạng các số vừa xì đấy, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 23, 24, được chưa? Đấy thì chúng ta hiểu chưa nhé? Tôi cứ nhầm lẫn giữa cái hàm fi và hàm f ở phía trên. Đây là cái hàm f là hàm phi nhé. Hàm phi phi n là trả lại cái số Fibonacci thứ n. Bài này tôi chưa muốn in ra thì các bạn có thể bài tập về nhà là cái bài tập về nhà các bạn làm, bài tập về nhà là cái bài là một cái hàm fi hàm f n thì nó in ra các số Fibonacci từ 1 đến n thì là khác nhé. Bài này là tôi trả lại là Fibonacci thứ n thôi. Đó thì đó là một vài cái đơn giản về địa quy. Tôi không muốn nói sâu về cái địa quy này. Để xem phần này, cái phần địa quy này có gì hay ho không, để tôi muốn nhấn mạnh các bạn một chút. Vì cái địa quy của Python nó không khác gì so với địa quy của C Pascal, chứ tôi không muốn đi sâu vào cái hàm này nhé. Trong sách tôi có viết là hai ứng dụng, tôi viết một ứng dụng là một cái là sắp xếp nhanh, hai là sắp xếp trộn, các bạn có thể xem các loại phần đơn giản. Rồi sinh hoán vị ngẫu nhiên, một cái hàm là liệt cho chữ n và liệt ra tất cả các hoán vị ngẫu nhiên của từ 1 đến n, cũng là một cái bài tập rất là hay, phần thiết rất là hay. Và ở trong cái phần sách giáo khoa, trong cái phần địa quy này có khá nhiều bài tập chúng ta phải xem nhé, chúng ta phải làm. Tôi không hiểu là ở trong cái chương trình, hình như trong chương trình hiện tại trong dạy Pascal như không có phần địa quy đúng không? Không có phần địa quy, không có. Nhưng mà trong trình thi, trong cái chương trình thi sinh giỏi thì bắt buộc phải biết rồi. Thì cái phần địa quy cũng rất là quan trọng. Được rồi. Bây giờ tôi cần dành ít thời gian còn lại, tôi sẽ làm một số bài tập cùng các bạn, chúng ta ôn lại cái phần từ đầu đến giờ và chúng ta làm số bài tập nhé. Để xem là nào, chúng ta nhớ lại, xem chúng ta nhớ lại cái gì không nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một số bài tập sau đây này. Để tôi xem các bài tập nào hay, tôi sẽ cùng chúng ta cùng nhau làm. Chương 1 cũng có rất nhiều bài tập, chương 12 cũng rất nhiều bài tập luôn nhé. Tôi xem các bài nào hay của phần chương 11 chúng ta cùng nhau làm nhé. Các tôi làm bài như này nha. Bài 1 này, làm bài nhá. Tức là đầu vào nhập viết cái hàm đầu vào là n, đầu ra là liệt kê ra tất cả các ước tố nguyên số khác nhau của n nhé. Bài tập bài như sau này, bài tập là đơn giản thôi, là input này. Input là n này và output này. Output là các ước nguyên tố khác nhau của n. Được chưa? Nó làm cái hàm, nó làm cái viết ta lấy viết cái hàm, coi như hàm mà hàm khai triển. Ví dụ như là tôi ví dụ nhé. Ví dụ như là 10
khi khai khai triển ra 10 thì nó sẽ bằng là 2 nhân với 5, 2 nhân với 5. Hay là 15, 15 5 thì nó bằng 3 nhân với 3 và 5. Ví dụ thế. Hay là 16 thì nó chỉ là 2 thôi. 16 thì là nó có một ứng tố là 2 thôi thì nó sẽ là 2. Được chưa? 2. Nếu là 10 thì nó là 2 và 5. 10 thì là 2 và 5. Nếu 15 thì nó là 3 và 5. Nếu 16 thì nó là 2 thôi. Để tôi viết cái hàm này với tên là khai triển. Def khai triển. N. Làm ví dụ một số bài đơn giản. Có những ôn tập lại. Được chưa? Để chúng ta có cái hình dung nhé. Sử dụng lại các kiến thức đã học đầu rồi cũng đơn giản thôi. Thì nguyên tắc là như này thế này. Cái bài này thật rất đơn giản. Bài này là làm như sau này. Bài này là với N1 thì ta bỏ qua, nhưng với N lớn 2 trở lên thì ta làm như sau. Chúng ta bắt đầu từ 2 trở đi. Chúng ta kiểm tra xem là về nguyên tắc cái ước số nhỏ nhất của N thì luôn là nguyên tố. Sửa 2 là nguyên tố hay không? 2 là ước của N không? Nếu 2 là ước thì chúng ta in số 2 ra. Và chúng ta giảm N đi, giảm N trước khi nào mà khi giảm N chia cho 2 trước khi nào mà 2 không được ước của N nữa. Thì chúng ta tăng 2 lên 3, xem kiểm tra 3 có phải là ước của N không? Nếu là ước của N thì ta lặp lại làm như với 2, còn không được ước của N ta tăng 3 lên 1, cứ thế tăng lên, tăng khi nào lên bằng N thì ta dừng lại. Phải tăng được khi N giảm đi thì ta dừng lại nhé. Thế này. Cái làm như sau nhé. Cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lặp cái vòng lặp là vòng lặp của chúng ta là vòng lặp chừng nào mà N còn lớn hơn 1 thì ta dừng lại, thì ta mới làm, còn N bằng 1 thì ta dừng lại, ta không làm nữa nhé. Đấy, như này. Làm như sau này, chúng ta bắt đầu từ K. K chúng ta cho bằng 2 và chúng ta bắt đầu từ K cho tăng, chúng ta tăng K lên nhé. Cho làm như sau này. Như sau nhé, chúng ta sẽ kiểm tra xem K có là ước của N không. Nếu K là không ước của N thì chúng ta tăng K lên, dừng lại khi nào K là ước của N. Thì chúng ta làm như sau. Y lặp chừng nào mà K không là ước của N. Chừng nào mà K không là ước của N nhé, thì chúng ta tăng K lên một đơn vị. Như vậy ở chỗ này này, sau lệnh này này là hoặc là hết hoặc là nếu N là nguyên tố thì nó là N không có ấp nguyên tố nữa, dừng lại. Nó phải dừng lại khi mà là K là ước của N nhé. Khi K là ước của N thì chứ là K là đấy rồi, K là nguyên tố rồi, thì làm như sau nhé. Đây là if này, if nhé. If N mà K bằng 0. Đấy. Tức là nếu mà thực ra sau lệnh này này, sau lệnh này thì là K là phải là ước của N rồi, nhưng mà ta kiểm tra này nữa để cho yên tâm thôi. Như vậy là khi nếu K là ước của N thì K chính là nguyên tố, chúng ta print K ra ngoài. Ta print K. Print K. Print K và N. Như này. Sau đó chúng ta giảm N đi. Giảm N cho đến khi nào mà K không chữ cho nữa thì xong. Đây là K. Chúng ta giảm N đi. Cho đến khi nào mà K không ước của N nữa thì ta dừng lại. Y N chia cho K số gì là 0. Chừng nào mà là K còn là ước của N thì ta giảm N đi. N bằng N. Đó. Tất cả cái này nằm trong cái chỗ này. Chỗ này nhé. Đó. Chúng ta sẽ. Ở đây chúng ta chú ý nhé. Chỗ này ta nhầm một chỗ này. Chỗ này ta vẫn để cái K bằng 2 ở trên này. K bằng 2 ở trên này. Không phải ở đây nhé. Ở đây là sai. Như vậy là tới đây này, chúng ta sẽ vòng lại.
Hết cái vòng lặp này này thì là k không chết n là k không là ước nữa, chúng ta sẽ quay lại đây và cứ tiếp tục đi lên nữa, đi lên nữa. Thì đây chính là cái hàm, thì tôi kiểm tra cái hàm này nhé, tôi kiểm tra này, khai triển này. Ví dụ tôi kiểm tra là 10 nhé, nó có đúng không nhé? Tôi ghi lại cái bài này là bài B3 nhé, B3. Để thử nào. Đây là 2 năm này này. Tôi kiểm tra đây là mười sáu chẳng hạn, xem đúng là chỉ có 2 không thôi. 2 đúng rồi. Và đây là 15 nhé, 15 này. 15 thì nó là phải là 3 năm. Thực sự đây là 100 nhé. Tức là 2 năm, đấy, chính xác rồi đấy. Nhưng mà đây chính là cái đoạn chương trình là khai triển N thành ước các nguyên tố khác nhau của N. Giả sử là N là nguyên tố thì nó chính thật, nó là chính nó, 7 đây này, nó là chính nó luôn. Đây là chính nó. Tôi nhắc lại cái lời giải của nó nhé, tôi đoán đơn giản như sau này. Chúng ta bắt đầu từ k bằng 2 này, chúng ta sẽ liên tục ta tăng k lên và giảm n đi cho đến khi nào n bằng 1 thì ta dừng lại. Tăng k lên như sau. Nếu mà là k là ước của n thì ta in k ra. Sau ta sẽ lấy n chia cho k. Chia cho k cho đến khi mà n không chia cho k nữa thì ta lại tăng k lên. Cứ như vậy liên tục. Ta có hai vòng lặp bên ngoài này và vòng lặp mà cái này là 1 này, cái này là 2 này. Và cái bên này có một cái vòng thứ 3 nữa ở đây. Đây. Được chưa? Thì mọi người chú ý cái bài này nhé, cái bài này một cái bài đơn giản thôi. Bây giờ bài này tôi sửa lại một chút nhé, là tôi in ra tất cả các ước nguyên tố nhưng mà là kể cả bằng nhau tôi cũng in ra. Thế làm như nào? Sửa lại một chút thôi, vẫn là cái bài này. Tôi in ra, ví dụ in ra là 16, in ra là 2, 2, 2, 2. 10 sẽ, 12 sẽ in ra là 2, 2, 3. Thì làm như nào? Thì cái bài này là 12 chỉ in ra là 23 thôi. 12. Vì tôi muốn là vẫn cái bài này tôi sửa lại là 12 chỉ in ra là 223. In ra tất cả các nguyên tố từ thấp đến cao. 2233 thì nó in ra. Thì làm thế nào? Tôi sửa một chút thôi là xong. Bây giờ tôi CVS cái bài này sang bài B4 mà tôi sửa một chút thôi thành cái bài tiếp theo nữa là 4 nhá. 4 là khai triển các ước nguyên tố của n nhé, kể cả trùng nhau, cho phép là trùng nhau. Vậy 10 sẽ là 2 năm, 15 là 3 năm, 16 sẽ là 2 2 2 2. Làm như nào? Cái làm là giống hệt như này thôi, chỉ khác là như này này, chỉ khác là chỗ này giống như này nhé, chỉ khác chỗ này này, chỗ này là print k này và chỗ này tiếp tục là nếu mà k n chết cho k, ta in ra lần nữa ở chỗ này. Đây, chỗ này này nhé. Đây, chỗ này sửa chỗ này một tí thôi. Với k ở đây nhé, print k, print một lần mà ta giảm, nhưng mà ta print một lần mà ta đúng không, sau đó chúng ta làm tiếp ở đây nữa nhé. Đây, chúng ta print, đâu thể in ra như thế nào nhỉ? Không cần phải làm như làm này ấy quá, thì sửa lại đi một tí, sửa lại một tí. Ta sửa một tí nó hay hơn nhé. Y này, đây này. Khi hết vòng lặp này này là k n chết k rồi, chúng ta phải làm một tí tên là y n k bằng 0. Đó thì ta làm luôn là ta n bằng n k và ta print k. Vì là đúng rồi đấy, thì ta sửa một chút thôi, ta sẽ in ra là không phải là các số nguyên tố khác nhau nữa mà có thể cho phép là trùng nhau. Chạy thử nhé, như thử với 12 này sẽ là 223 đấy.
Giả sử cái này nó là 16 này, thì nó phải in ra là 4 số 2 mới đúng. 4 số 2. Giả sử cái này là 100 là bao nhiêu nhá? Nó sẽ là 2255. Đấy. Ta sửa được một tí thôi thì ta thành cái bài số 4 khác, được chưa? Đó. Vậy thế thôi, nhưng hôm nay là cái bài tôi gộp cái chương 10 chương 11 chương 12 và là 1 nhá. Thì chúng ta tôi không muốn đi sâu vào nữa, chúng ta cần chúng ta sẽ làm bài tập thêm. Coi như hôm nay là kết thúc chương 12 và từ buổi sau chúng ta sẽ học sang cái chương mới hoàn toàn, là chúng ta học hẳn sang chương về kiểu dữ liệu từ điển, sau đó là kiểu dữ liệu chúng ta còn 4 buổi đấy mà. Như vậy là một hôm là kiểu dữ liệu từ điển, một hôm là kiểu dữ liệu tập hợp, một hôm là đồ họa con rùa, và cuối cùng là cái bài về về gỡ rối trong trong Python. Yeah. Càng ngày nó càng khó đúng không ạ? Nhá. Yeah. Có ai hỏi gì không nhỉ? Chúng ta dừng lại ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Được, chào các em bạn. Các bạn cứ theo dõi trên cái Facebook của tôi nhé. Em chào thầy ạ. Có gì tôi sẽ thông báo tình học của lớp nhé. Vâng, em chào thầy ạ. Mình có lớp nâng cao đang thầy ơi. À, nâng cao á. À, nên tôi đang muốn chiêu sinh lớp nâng cao.